Đấy, cô chú xem hôm nay mẹ cháu mới mua bát mới cho dưa hấu đây này. Bát mới của dưa hấu đấy. Cái bát này to vừa với cả cháu để chống mỏi lưng, chống gù lưng. Đấy, vừa quá, đẹp chưa? Mẹ cháu chỉ dám mua thử một cái bởi vì là đang sợ chất lượng, nhưng mà thấy ship đến hàng đẹp quá. Này, khoe bát này, dưa hấu này, bát của con này, con đây nào. Đó, đây. Chưa quan tâm tới bát ăn à? Để mẹ mua cho anh Nick cái nhỏ hơn nhá, Nick nha. Nick thích cái bát này à? Thế Nick đứng lên xem mẹ xem có vừa không nào. Nick thì phải bát thấp hơn một chút. Đẹp ghê, đẹp ghê. Ship tận trong bình dương ra đấy. À, dưa hấu ơi, đứng lên mẹ xem nào. Nhả ra, bỏ dép của mẹ ra. Đây, con thử đứng lên nào, xem vừa chưa. À, đẹp nhờ, rất là vừa vặn với dưa hấu luôn. Đấy, còn mải dép. Này, này, cái dép đấy không cắn được đâu nhá. Đấy. À, thế là cho đồ ăn vào đây nhá. Dưa hấu ơi, mẹ cho đồ ăn vào đây nhá. Nào, xem nào. Đây nào. Đây nào. Đấy, con thấy bát mới con thấy chưa? Đấy, khéo hỏng nhá. À, vừa quá, vừa tầm, đẹp, đẹp, đẹp. Rồi, yên tâm rồi. Đợt trước là ông cháu có làm một cái kê bát. Nhưng mà cái nhà mình tự chế thì nhiều khi cái bát nó cứ chạy lăn lăn. Ôi này, quá đáng nhờ. Mẹ đang để ý đến cái bát này, chưa để ý đến con đấy. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Nhà cửa thì sợ chưa, úi giời. Này, cái bát đấy, à, cái dép đấy là cái dép đi ở ngoài của mẹ đi nhá con nhá. Bẩn hết đi nhá. À, xem anh Nick nào, anh Nick đứng đây, Nick ơi, Nick, Nick. Nick đứng thử ở đây mẹ xem là ướm xem là. Nick ơi, Nick. Bát của em này. Đấy, còn mải mê còn. Còn mải mê dép cơ. Trời ơi, ông dưa hấu ơi, là ông dưa hấu. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi lắc kinh thế. Thôi nha, mẹ không chiều nó đâu nha. Đưa dép đây, mang đây. Thôi, nào, thôi, hết giờ rồi.